Xin chào các bạn, hiện tại thì Uyên đã tạo kênh mới tên là Thùy Uyên Góc Truyện Bí Ẩn để tiếp tục đăng tải những bộ truyện mới về trinh thám, linh dị, bí ẩn trên kênh mới đó. Còn kênh hiện tại này thì Uyên sẽ tiếp tục đăng cho hết bộ truyện Hệ Thống Nhà Ma này, Uyên không tiếp tục đăng truyện mới lên đó nữa. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh mới của Uyên để có thể tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới khác nhé. Đường link của kênh truyện mới Uyên để trong phần bình luận ở bên dưới, các bạn có thể click vào và chúng ta theo dõi kênh mới của Uyên nha. Xin cảm ơn. Chương 391. Trần ca. Lão Ngụy và bác sĩ Cao trăm miệng một lời. Hai người bọn họ đều không ngờ sẽ gặp Trần ca ở đây. Cháu tới để gặp ông cụ ở nhà trọ Bình An kia. Phòng bệnh 269 ở đâu? Trần ca nói rất nhanh, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Tôi dẫn cậu đi. Dường như bác sĩ Cao rất quen thuộc nơi đây. Ông lập tức dẫn Trần ca tới cuối hành lang. Lão Ngụy cũng đi theo. Sau khi xem số phòng ở ngoài, Trần Kha nhìn vào phòng qua cửa sổ. Hai y tá và một bác sĩ đang đứng bên cạnh giường bệnh. Dường như bọn họ đang nói chuyện với ông cụ trên giường. Tình trạng sức khỏe của ông cụ rất kém. Ông nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra âm thanh nhưng không ai nghe rõ ông nói gì. Trần Kha gõ cửa rồi bước vào phòng bệnh. Một y tá trong phòng nhận ra anh, nói thầm với bác sĩ vài câu. Bác sĩ khẽ gật đầu, bảo hai người y tá ra ngoài trước. Anh Trần, hôm nay chúng tôi gọi anh tới là có hai chuyện muốn nói với anh. Tình hình của ông cụ thế nào? Lần trước lúc tôi rời khỏi đây, không phải ông ấy đã ổn hơn rồi sao? Bác sĩ khẽ thở dài, đi tới bên cạnh Trần ca. Dường như bác sĩ sợ ông cụ nghe được nên giọng rất nhỏ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, sức khỏe của ông cụ vẫn rất kém. Hơn nữa, lúc ở trong nhà trọ kia, không có người chuyên nghiệp chăm sóc trong thời gian dài. Vì thế nên sức khỏe của ông ấy bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Ông ấy có thể trụ được đến lúc này là nhờ hết vào ý chí. Ông ấy muốn tìm được hung thủ giết chết con trai mình. Thực ra, dựa vào tình trạng sức khỏe của ông cụ, có thể trụ được đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Trần ca không trả lời, anh nhìn ông lão không thể mở nổi mắt đang nằm trên giường bệnh, trong đầu trống rỗng. Ông cụ này thật sự rất khổ, căn nhà trọ kia là nhà có ma, khó mà bán được. Mấy năm trước, chính quyền đã có lệnh phá dỡ để xây làng nghỉ mát, trùng hợp lại đi qua căn nhà trọ kia. Phía chính quyền đồng ý sẽ bồi thường cho ông ấy một số tiền lớn, nhưng ông ấy sống chết không đồng ý. Các chiêu cắt điện, cắt nước đều dùng rồi. Thế mà ông lão bướng bỉnh này vẫn không đồng ý. Cuối cùng khi máy xúc và máy cẩu đi tới cửa, ông ấy ngồi trên xe lăn, chắn giữa đường. Ông ấy nói nếu căn nhà này bị dỡ đi, manh mối của vụ án kia sẽ hoàn toàn bị mất, có lẽ sẽ không bắt được hung thủ. Tôi cũng không tưởng tượng được những ngày đó ông ấy vượt qua như thế nào. Anh nhìn đi, ông ấy đã gầy, chỉ còn da bọc xương, trăm bệnh quấn thân nhưng vẫn trụ được 5 năm, mãi đến tận lúc phá được án. Bác sĩ nói xong lời cuối cùng, bản thân cũng cảm khái, không thấy Trần ca nói gì, bác sĩ lại nói tiếp. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy, vì thế mới gọi anh tới đây. Vụ án này là chấp niệm trong lòng ông cụ. Anh đã giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện, vì thế ông ấy rất cảm ơn anh. Bác sĩ đưa cho Trần ca một số điện thoại. Đây là số điện thoại của bên công chứng. Ông cụ đã chia tất cả tài sản của mình thành 4 phần, bao gồm cả căn nhà trọ kia. Một phần quyên góp cho quỹ ngân sách trẻ em thất lạc, một phần tặng cho cục cảnh sát Cửu Giang, dùng để treo thưởng bắt tên tội phạm truy nã đang ẩn trốn. Một phần để lại cho anh, coi như thù lao mà anh giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện. Phần cuối cùng cũng để lại cho anh. Nhưng nội dung của phần tài sản cuối này là hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho cháu gái của ông ấy
Nếu anh không có ý kiến gì thì hãy mau liên hệ với bên công chứng kia đi. Tôi có ý kiến. Một lúc lâu sau Trần Ke mới mở miệng. Người vẫn còn sống, lập di chúc cái gì chứ? Mấy người hãy cố hết sức trị liệu cho ông ấy đi. Không đến giây phút cuối cùng thì đừng từ bỏ. Bác sĩ còn định nói thêm điều gì đó, Trần Ke đã khoát tay. Có thể để mình tôi ngồi với ông cụ một lúc không? Đối mặt với tiền của bất chính, Trần Ke cũng không hề động tâm. Điều này khác hẳn với suy nghĩ của bác sĩ. Vị bác sĩ này dặn dò Trần Ke thêm mấy câu rồi đi ra ngoài. Cửa phòng bệnh đóng lại, Trần Ke ngồi ở mép giường bệnh. Anh đặt Tiểu Tiểu ở trên bả vai của ông lão. Trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng khóc, nghe không rõ lắm. Trần Ke nhẹ nhàng nắm lấy tay ông lão. Bàn tay chỉ còn da bọc xương như cành cây khô chôn trong đất tuyết. Ông à, Tiểu Tiểu vẫn còn đây. Ông là thân nhân duy nhất của cô bé. Trần Ke không biết ông cụ có nghe thấy những lời mình nói không. Anh chỉ thấy miệng ông cụ hé mở, phát ra âm thanh không ai nghe hiểu, dường như muốn biểu đạt điều gì đó. Ông có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Tiểu, ông cũng rất không nỡ rời đi. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bác sĩ Cao lặng lẽ bước tới. Ông giơ tay ra hiệu với Trần Ke, bản thân lại ngồi ở bên kia giường bệnh. Ngón tay thon dài khẽ ấn vào vai và cổ ông cụ. Ông cụ dần dần bình tĩnh lại. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, lúc này không nên kích thích ông ấy. Hãy để ông ấy nghỉ ngơi một lúc. Bác sĩ Cao vẫn như lần đầu tiên gặp Trần Ke, chín chắn, ôn hòa, có thể xử lý tốt bất cứ chuyện gì. Trần Ke nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu ở trên gối, cô đang dựa vào bên cạnh bả vai của ông cụ. Anh lắc đầu. Ân Tiểu Tiểu là lệ quỷ đầu tiên mà anh thu nhận từ khi nhận được chiếc điện thoại di động màu đen. Là một lệ quỷ vô cùng đặc biệt, không đáng sợ một chút nào. Nhiều khi Trần Ke đã quen với sự tồn tại của cô nhóc này, xem cô như người thân của mình. Tôi muốn ở cùng bọn họ một lúc. Bọn họ? Bác sĩ Keo nhìn ông cụ và búp bê vải trên giường bệnh, vỗ nhẹ vai của Trần Ke. Sau khi vượt qua đau khổ, hãy nhớ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vì sao? Bởi sinh mệnh chính là như thế. Bác sĩ Keo đi về phía cửa phòng bệnh. Mấy năm trước, vợ của tôi gặp tai nạn giao thông. Tôi cũng từng nghĩ đến dứt khoát kết thúc tất cả. Nhưng do còn Tiểu Tuyết, tôi mới hiểu được một đạo lý, buông bỏ sinh mệnh chẳng khác nào tội lỗi khi thấy chết mà không cứu, để lại tất cả những tổn thương cho người ở lại. Vợ của chú? Đúng vậy, tôi vẫn rất yêu cô ấy. Bác sĩ Keo đẩy cửa phòng bệnh ra, đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Trần Ke ngồi bên cạnh giường, nhớ lại lời nói vừa rồi của bác sĩ Keo. Anh nắm chặt tay ông cụ không buông, nhìn Tiểu Tiểu ở trong búp bê vải và ông cụ trên giường bệnh. Thật ra trên đời có ma cũng không tệ, chí ít cũng có cơ hội bù đắp tiếc nuối. Tình trạng sức khỏe của ông cụ đã rất tệ, nhưng ở cùng Tiểu Tiểu, ông ấy lại từ từ bình ổn lại, giống như đang ngủ thiếp đi. Chiếc điện thoại di động màu đen trong túi khẽ rung lên. Mấy phút sau Trần Ke mới lấy ra, anh thấy một thông báo mới. Khi mở ra anh mới phát hiện, độ thiện cảm của Tiểu Tiểu đối với anh đổi từ có thể tin cậy sang nương tựa lẫn nhau. Nương tựa lẫn nhau? Thế ông cụ... Trần Ke vươn tay đặt ở dưới mũi ông cụ, phát hiện ông cụ vẫn còn thở. Lúc này anh mới ngồi lại vị trí. Anh tiếp tục lướt xem điện thoại di động. Sau khi độ thiện cảm tăng lên, cột tên Tiểu Tiểu xảy ra biến hóa, có thêm một hàng chữ. Ân Tiểu Tiểu, lệ quỷ, năng lực đặc biệt hiếm, an hồn. An hồn, trấn an lệ quỷ, gột rửa linh hồn. Cất điện thoại di động màu đen đi, giờ Trần Ke mới hiểu được vì sao mỗi lần Tiểu Tiểu đến cạnh ông cụ đều có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không chỉ vì Tiểu Tiểu là cháu gái của ông cụ, có thể khiến ông cụ yên tâm, mà do cô còn có một năng lực sưởi ấm linh hồn. Chương 392. Trần Ke buông tay ông cụ, đắp kiến chăn cho ông rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ Cao và lão Ngụy đều đứng ở bên ngoài,
Thấy Trần Ke đi ra, bèn đi lên đón. Ông cụ ngủ rồi à? Vâng. Trần Ke nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng lại trên người bác sĩ Cao lâu hơn một chút. Hai chú đến đây để làm gì thế? Còn không phải là do lần bị mất trí nhớ kia sao? Lão Ngụy hơi bất đắc dĩ. Sau khi trở về từ thôn Hoạt Quan, tôi vẫn luôn tiếp nhận trị liệu tâm lý cùng bác sĩ Cao, muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Bác sĩ Cao điều trị cho chú sao? Ông ấy là bác sĩ tâm lý tốt nhất Cửu Giang, lại còn tinh thông tâm lý học tội phạm, cũng đã hợp tác với chúng ta rất nhiều lần. Hình như lão Ngụy rất thân thiết với bác sĩ Cao. Chỉ là trước đây tôi toàn thấy ông ấy trị liệu cho người khác. Không ngờ có một ngày tôi lại trở thành người được điều trị kia. Biểu hiện trên mặt Trần Ga không thay đổi, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đến chuyện khác. Khuya ngày hôm trước, ở chung cư Tây Hà Hồ, khi Lý Chính đi vào phòng giám sát và nhìn thấy bác sĩ Cao thì cũng tỏ ra thân thiết y như vậy. Có thể thân thiết với cảnh sát, ngoài sức hấp dẫn từ nhân cách của bác sĩ Cao, thì còn phải kể đến sự hỗ trợ của ông ấy trong việc giải quyết vụ án nữa. Vấn đề của lão Ngụy tương đối nghiêm trọng, cho nên cần phải phối hợp với các loại thuốc để điều trị. Tuy rằng tôi cũng có quyền kê đơn, nhưng những loại thuốc có trong phòng tôi không hiệu quả đối với lão Ngụy cho lắm. Bác sĩ Cao thuận miệng nói vài câu rồi rời đi cùng lão Ngụy. Trần Ke nhìn theo bóng hai người đã đi xa, anh ngồi một mình ở trên hành lang, nhìn bóng lưng bác sĩ Cao, ánh mắt hơi phức tạp. Ban nãy ở trong phòng bệnh, sau khi ông ấy nói câu mình rất yêu vợ mình xong thì đẩy cửa ra. Chỉ mong là mình đã nghĩ nhiều rồi. Ngồi ngoài cửa hơn 10 phút, bác sĩ và y tá mới đi qua. Bọn họ muốn kiểm tra tình huống của ông cụ. Bệnh trên người ông cụ cũng không chuyển biến tốt đẹp, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, đang yên lặng nằm ngủ. Trần Ke ôm lấy Tiểu Tiểu, đứng ở trước giường bệnh. Anh Trần, sau này nếu có thời gian thì đến thăm ông cụ nhiều một chút. Mỗi lần sau khi anh đến, tinh thần và trạng thái của ông cụ đều tương đối ổn định. Không thành vấn đề, Trần Ke đồng ý ngay. Tôi thay mặt ông cụ cảm ơn anh. Nói thật thì tôi công tác ở bệnh viện này cũng đã chục năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người dám làm việc nghĩa, lại từ chối tiếp nhận quyền thừa kế, rồi còn yêu cầu cố gắng cứu giúp ông cụ như anh. Bác sĩ cười cười với Trần Ke. Người giống như anh rất hiếm. Trần Ke cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh. Anh chợt nhớ tới một việc. Bác sĩ, mấy ngày hôm trước có phải có mấy bệnh nhân được gửi đến từ khu vui chơi thế kỷ mới ở ngoài ô phía tây Cửu Giang đúng không? Nghe nói là đi vào nhà ma bị sợ đến hôn mê bất tỉnh. Đúng là có chuyện này, nhưng anh hỏi để làm gì? Bác sĩ kinh ngạc hỏi. Bọn họ ở phòng bệnh nào? Tôi muốn qua đó thăm một chút. Được rồi. Bác sĩ có hơi do dự. Ở tầng 4, lãnh đạo bệnh viện chúng tôi khá thân với giám đốc của khu vui chơi thế kỷ mới. Ông ấy đã dựng hẳn một khu riêng để chăm sóc cho những du khách bị sợ đến mức hôn mê ấy. Sau này còn lập thêm một tổ cấp cứu nhỏ, dùng để ứng phó với những trường hợp khẩn cấp ở khu vui chơi của bọn họ. Bác sĩ dẫn Trần Ke đi đến tầng 4, trong miệng vẫn còn nhỏ giọng phàn nàn. Tôi thật sự không hiểu tại sao những người đó đã nhát như vậy, lại còn muốn đến nhà ma để tìm kích thích. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Nhưng mà nếu không phải là do bọn họ nhát gan, mà là do nhà ma quá đáng sợ thì sao? Trần Ke cười cười, không nói gì thêm. Đi đến tầng 4, Trần Ke ngẩng đầu nhìn camera giám sát. Mấy cái camera này vừa hay có thể quay được toàn bộ hành lang. Họ ở phòng 437. Anh đứng bên ngoài nhìn là được rồi, tuyệt đối không được đi vào. Những bệnh nhân này rất yếu, đang được điều dưỡng. Bác sĩ nói xong rồi rời đi. Trần Ke đi ngang qua phòng bệnh, anh cũng không dám ghé người vào cửa kính để nhìn thử, sợ sự xuất hiện của bản thân sẽ làm những bệnh nhân đó sợ. Laptop ở phòng 3004 có video liên quan đến thôn Hoạt Quan, nhưng cũng chỉ có mấy người này đã đi vào cảnh tượng thôn Hoạt Quan thôi. Nghĩa là phải có ai đó đã ở đây trong quá trình bọn họ nhập viện và lấy đi video từ trong tay của bọn họ. Trần Ke nhìn camera, lấy điện thoại gọi cho Lý Chính. Trần Ke, anh tìm tôi có chuyện gì? Đã tìm thấy chủ nhân của bức tượng chưa? Người đàn ông mà anh bảo tôi âm thầm điều tra đang nằm trong diện tình nghi đặc biệt. Lý Chính vẫn cảm thấy rất biết ơn Trần Ke,
Dù sao Trần Ke cũng đã nhắc nhở, chỉ cho anh ta một hướng đi. Tuyệt đối không được để hắn ta chạy trốn. Ngoài ra có một chuyện tôi muốn làm phiền anh. Trần Ke rất khéo léo biểu đạt ý muốn của mình. Anh muốn mượn danh nghĩa của Lý Chính để xem video giám sát của một camera nào đó trong hành lang bệnh viện. Ngay từ đầu, Lý Chính đã lập tức từ chối. Nhưng sau khi nghe rằng hình như nó có liên quan đến vụ giết người, lại nghĩ đến dường như Trần Ke cũng không làm gì xấu, nên mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi tìm được phòng giám sát của bệnh viện, Trần Ke đi cùng một nhân viên công tác, ngồi xem video sau khi đám người chị Miêu bị đưa vào phòng bệnh. Bọn họ đã được đưa đến bệnh viện vào buổi trưa để cấp cứu, vào lúc 3 hoặc 4 giờ chiều. Một số du khách đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chỉ là trạng thái tinh thần của họ vẫn không ổn định như trước. Người thường căn bản không thể tưởng tượng ra nổi bọn họ đã phải trải qua chuyện kinh khủng đến mức nào. Vào lúc 5 giờ, nhóm bác sĩ thứ hai đến. Nhân viên công tác giới thiệu rằng đợt bác sĩ sau đến để tư vấn tâm lý cho bệnh nhân. Trần Ke khẽ gật đầu, anh nhìn chằm chằm vào video giám sát, nhìn không rời mắt, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người một người. Tương tự như dự đoán của anh, chiều hôm đó, bác sĩ Cao đi vào phòng bệnh. Sau khi đi ra khỏi phòng quan sát, trong lòng Trần Ke có loại cảm giác không nói nên lời. Chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy, không thể tùy tiện đưa ra kết luận được. Đợi có kết quả giám định của đội trưởng Lý rồi nói tiếp. Nghĩ vậy, Trần Ke lại gọi điện thoại cho đội trưởng Lý, hỏi về việc giám định vết máu trên đinh. Câu trả lời của đội trưởng Lý làm anh rất ngạc nhiên. Bộ phận kỹ thuật có liên quan đã kiểm tra ra vết máu của hai người trên cái đinh kia. Một cái là của người bị hại trong vụ án móc mắt lưu lại. Cái còn lại thì không nằm trong kho số liệu của ngành cảnh sát. Nói cách khác là người còn lại không có tiền án tiền sự. Trần Ke nói thêm mấy câu cùng đội trưởng Lý. Sau khi nhắc ông ấy cất kỹ bản phân tích mẫu máu thì cúp điện thoại. Khi anh rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối. Trần Ke mua một ít thức ăn ven đường và bắt taxi trở về khu vui chơi thế kỷ mới. Khu vui chơi đã đóng cửa, Tiểu Cố cùng Từ Uyển đã tẩy trang xong và đang đứng ở cửa nhà ma. Hình như bọn họ đang đợi Trần Ke. Ngày hôm nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào chứ? Trần Ke nhìn cửa nhà ma đã đóng kín, cảm thấy không yên lòng chút nào. Bọn em đã bồi thường gấp đôi tiền vé vào cửa. Hơn nữa trước đây nhà ma cũng đã gặp tình huống tương tự như vậy, cho nên du khách cũng hiểu điều đó. Từ Uyển quan sát Trần Ke. Hiện tại điều em lo lắng nhất chính là anh, em cảm thấy anh cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Anh không sao. Nghe thấy nhà ma không xảy ra vấn đề gì, Trần Ke thở phào nhẹ nhõm. Có điều sau khi trải qua chuyện này, anh cũng nhận ra được khuyết điểm của nhà ma mình. Cảnh tượng một sao được Từ Uyển và Cố Phi Vũ chịu trách nhiệm nên không có vấn đề gì. Nhưng cảnh tượng ba sao và hai sao thì người bình thường không thể không sợ được. Cho nên anh nhất định phải ở lại nhà ma. Xem ra nhà ma của mình còn cần một lệ quỷ làm quản lý. Lúc mình không có ở đây, nó có thể thay mình trấn giữ đám đó. Chương 393. Từ Uyển thấy Trần Ke im lặng không nói, nghĩ rằng trong lòng anh cũng không dễ chịu gì, mới mở lời an ủi. Anh đang một mình gánh tất cả những chuyện này, không chịu nói gì với bọn em. Nhưng anh đừng quên, hai người bọn em cũng là nhân viên của anh, vào thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ sát cánh cùng anh. Tiểu Cố cũng đi đến. Đúng đấy, ông chủ, tuy rằng tôi không có bản lĩnh gì, cũng chưa từng đọc quyển sách nào, nhưng nếu anh có chuyện cần giúp, chỉ cần nói một câu, tôi sẽ làm ngay. Hai người kích động như vậy làm gì? Trần Ke lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều. Hiện tại nhà ma của chúng ta đang phát triển không ngừng. Danh tiếng đã vượt ra khỏi Cửu Giang, thậm chí là toàn bộ phía Nam Trung Quốc. Sau này, nói không chừng còn có thể tiếp đãi bạn bè nước ngoài nữa. Tương lai tràn ngập hy vọng, hai người chỉ cần cùng tôi làm tốt là được rồi. Những thứ khác không cần quan tâm. Trần Ke cho Từ Uyển và Tiểu Cố tan ca, còn anh thì đi vào nhà ma, đi dạo một vòng quanh cảnh tượng dưới lòng đất. Tất cả đám ma quỷ đều thành thật, đứng đúng chỗ của mình, cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cả. Biểu hiện đều khá tốt,
nhưng đây không phải là một kế lâu dài. Trần Ke đi trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Nếu muốn quản lý được tất cả lệ quỷ trong nhà ma thì chắc chắn thực lực bản thân phải rất mạnh. Trương Nhẽ và Hứa Âm đều phù hợp với điều kiện này, nhưng bọn họ lại rốt đặc kén mai về chuyện quản lý. Nếu thật sự để bọn họ làm, nhất định sẽ là một mớ hỗn độn. Hứa Âm vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của mình, thiếu thốn tình cảm. Cho dù là Trần Ke ra lệnh, có thể anh ta sẽ cảm thấy chỉ cần không có người chết là mọi thứ khác đều ổn. Về phần Trương Nhẽ, vị này đến Trần Ke còn cảm thấy sợ hãi. Để cô quản lý nhà ma, khéo du khách cảm thấy còn sống để đi ra ngoài là một loại hy vọng xa vời. Trần Ke đứng ở trước cửa phòng học cuối cùng, nhìn đám con rối đứng bên trong. Trong đầu đột nhiên nhớ đến một người khá thích hợp cho vị trí này. Khi mình đến trường trung học Mộ Dương để làm nhiệm vụ tập luyện, thì phát hiện trong phòng học cuối cùng, ngoại trừ những học sinh này, còn có một ông lão khá mập mạp. Lúc đó, người đấy đang đứng trên bục giảng, hình như còn mỉm cười với mình nữa. Tiền thân của trường trung học Mộ Dương là cô nhi viện. Ông lão béo mà mình có duyên gặp qua một lần, rất có khả năng chính là hiệu trưởng của trường trung học Mộ Dương. Khi còn sống, ông ấy nhận nuôi nhiều đứa trẻ như vậy, lại còn tự bỏ tiền ra xây dựng trường trung học Mộ Dương. Nhân phẩm chắc chắn sẽ không thể chê được. Ánh mắt Trần Ke nhìn qua đám con rối trong phòng học cuối cùng. Mấy con rối ngồi ở bên trong lạnh run, không biết mình đã làm sai cái gì. Cả đám đều cảm thấy người đứng ngoài cửa thật đáng sợ. Ông hiệu trưởng tâm địa thiện lương, lại còn rất thân thiết với 24 con rối này. Điều quan trọng nhất là ông ấy từng quản lý một trường học, có lẽ kinh nghiệm quản lý rất phong phú. Trần Ke sờ sờ cằm, nheo cặp mắt lại. Đây chẳng phải là nhân tài mà mình cần sao? Xem ra mình cần phải đi một chuyến nữa đến trường trung học Mộ Dương rồi. Dù có 5 lần 7 lượt mời mọc, cũng phải mời được ông ấy. Trên người ông hiệu trưởng ấy rất có khả năng còn chứa một bí mật nào đó. Có điều bây giờ Hứa Âm cùng Diêm Đại Niên đều ở trên người Trần Ke, không phải lo lắng. Trên mặt anh mang theo nụ cười khẽ, nhìn về phía đám con rối trong phòng học. Không bao lâu nữa, tôi sẽ mang ông ấy đến để cho mấy người đoàn tụ. Nghe được lời này của Trần Ke, đám con rối trong phòng học như lại càng sợ hãi hơn. Sau đó Trần Ke lần lượt đi vào cảnh tượng khu nội trú số 3 và thôn Hoạt Quan để kiểm tra. Mỗi khi anh đi qua, đến cả người lẫn quỷ đều muốn tránh. Sau khi xác định không có vấn đề gì nữa, Trần Ke mới đi ra khỏi tầng hầm. Anh nhìn tấm ván gỗ che lối đi, thấy cũng không tiện lắm. Đợi khi nào có thời gian, phải đổi một cái cửa sắt mới được. Như vậy, du khách cũng sẽ không nghĩ đến việc thoát ra giữa chừng nữa. Trần Ke trở lại phòng nghỉ, đặt Tiểu Tiểu lên giường. Hình như năng lực kia của Tiểu Tiểu đã khiến bản thân cô tiêu hao rất nghiêm trọng. Sau khi sử dụng nó vào buổi chiều, cho đến bây giờ, Tiểu Tiểu vẫn chưa hề phản ứng lại Trần Ke, giống như là một con búp bê bình thường vậy. Trấn an lệ quỷ, tẩy rửa linh hồn, nói không chừng năng lực này của Tiểu Tiểu sẽ có tác dụng lớn trong tương lai. Trần Ke nằm bên cạnh Tiểu Tiểu, chẳng được bao lâu mèo trắng nhảy từ trên bàn xuống, chen vào. Hình như nó nhìn ra cảm xúc của Tiểu Tiểu không đúng lắm, dùng đuôi nhẹ nhàng ôm Tiểu Tiểu đến trước người mình, để cho cô dựa vào cơ thể của mình. Lần đầu đến nhà ma của mình, con mèo trắng này còn rất nóng nảy. Sau này cũng bởi vì có Tiểu Tiểu mà con mèo này trở nên nghe lời hơn. Đúng là Tiểu Tiểu rất lợi hại. Trước đây Trần Ke chỉ nghĩ Tiểu Tiểu như là cái gối đầu hoặc là linh vật thôi, chưa từng để ý quá nhiều. Nếu như không phải độ thiện cảm tăng vọt, chỉ sợ anh cũng sẽ không nhận ra năng lực đặc biệt của Tiểu Tiểu đâu. Trần Ke lôi điện thoại màu đen ra, nhìn vào cột của Tiểu Tiểu. Ngoại trừ năng lực đặc biệt, Tiểu Tiểu thật sự không còn gì nữa. Sau này khi Hứa Âm đi săn, phải bảo anh ta để lại một ít con mồi cho Tiểu Tiểu và Bút Tiên. Nói không chừng hai người đó còn có thể mang đến cho mình nhiều bất ngờ. Trần Ke tiếp tục xem điện thoại, phát hiện chỉ số hù dọa mà mình thu thập được đã đủ để quay thưởng hai lần nữa rồi. Anh nhìn vào các tùy chọn trên điện thoại, rất muốn quay một lần. Có lẽ đây chính là tâm lý của người đánh bạc, luôn cảm thấy rằng mình có thể đổi vận. Tỉnh táo nào, tuyệt đối không thể bốc đồng. Nếu xuất hiện thêm hai lệ quỷ nữa, danh hiệu người lệ quỷ quan tâm của mình sẽ tăng cấp.
Bây giờ mình đã gặp ma quỷ khắp nơi rồi. Nếu tăng cấp thì sợ là những thứ đó sẽ chủ động đến tìm mình mất. Mắt không thấy, tâm không phiền. Trần Ca cất điện thoại đi. Xác suất rút trúng bức thư tình của Trương Nhã là 3/1000. Liệu trên vòng quay có lệ quỷ nào hiếm hoi hơn Trương Nhã hay không? Ví dụ như xác suất rút trúng lệ quỷ đó chỉ có 1/1000 chẳng hạn. Trần Ca cảm thấy suy nghĩ của mình hiện tại rất nguy hiểm, cần nhanh chóng dừng lại. Anh duỗi lưng một cái, đã một ngày một đêm không chợp mắt, cơ thể anh cũng đến giới hạn rồi. Mắt nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 8 giờ. Sau khi đặt đồng hồ báo thức vào lúc 11 giờ 55 phút tối, anh chuẩn bị ngủ. Đêm nay đến cạnh cửa nhà vệ sinh nhìn thử xem, mong là không xảy ra vấn đề gì. Đồng hồ báo thức vang lên, Trần Ca giật mình tỉnh giấc từ trong mộng. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, bóng đêm càng thêm sâu. Anh khoác thêm áo khoác, cầm ba lô đi vào nhà vệ sinh. Còn 3 phút, Trần Ca ấn nút mở trên máy cassette mini, cầm búa của bác sĩ nát sọ trong tay. Từng giây, từng phút trôi qua. Vào 0 giờ sáng, trên cánh cửa phòng vệ sinh xuất hiện một hình vẽ ác quỷ. Tơ máu quấn quanh cơ thể nó, từng con mắt một đang mở ra. Một phút nhanh chóng trôi qua, con mắt cuối cùng của ác quỷ vẫn không mở. Nhưng so với trước đây, hình như con ngươi bị đâm mù đã hồi phục một chút. Nó tự chữa trị sao? Hình vẽ trên cửa dần biến mất, nhà vệ sinh lại khôi phục bình thường. Hình vẽ này lấy được trên người hội trưởng hiệp hội kể chuyện lạ. Bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra chính là tiêu diệt toàn bộ hiệp hội kể chuyện lạ, không để lại một người nào. Trần Ca đi ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại phòng nghỉ của nhân viên. Anh đang chuẩn bị ngủ tiếp một giấc thật ngon. Tuy nhiên, khi đang lướt lướt trên điện thoại màu đen, anh lại vô tình nhìn thấy một nhiệm vụ đỏ như máu được làm mới trong nhiệm vụ hàng ngày. Anh dừng lại và quan sát một lúc lâu. Ngày hôm nay lại có thể làm mới ra một nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng. Chẳng lẽ vận may của mình đã tới rồi sao? Chương 394. Phần thưởng cho các nhiệm vụ hàng ngày ở mức khó ác mộng có thể có ảnh hưởng đến bản thân Trần Ca, mang lại cho anh một số khả năng đặc biệt. Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng cố định đầu tiên, anh đã nắm giữ 3 kỹ năng là liệm dung, âm đồng và hoạt ngẫu. Đáng tiếc là 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng kia chỉ là nhiệm vụ hướng dẫn người mới. Sau khi hoàn thành hết, các nhiệm vụ hàng ngày cấp độ ác mộng chỉ xuất hiện ngẫu nhiên sau các đợt làm mới. Mỗi khi tối đến, Trần Ca đều sẽ nhìn lên nhiệm vụ hàng ngày một chút. Cho đến tận hôm nay mới nhìn thấy nhiệm vụ mức khó ác mộng. Điện thoại màu đen đã từng nói, nhiệm vụ mức khó ác mộng vô cùng hiếm, rất khó gặp được, lúc này không thể bỏ qua. Trần Ca đứng ở giữa hành lang, nhìn về phía thông tin nhiệm vụ màu đỏ như máu. Nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng. Bọn họ nói, một bạn khác bị chôn phía cuối đường hầm. Chú ý, nhiệm vụ đặc biệt cực kỳ nguy hiểm, vui lòng lựa chọn cẩn thận. Trước khi nhận nhiệm vụ, lại chỉ nhắc nhở có một câu, Trần Ca đọc mấy lần cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Đường hầm. 3 nhiệm vụ ác mộng trước đều được thực hiện trong nhà ma. Tại sao mình có cảm giác nhiệm vụ lần này phải đi đến một nơi khác? 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng mà anh hoàn thành lúc đầu được điện thoại màu đen bố trí sẵn. Bắt đầu từ nhiệm vụ này mới đúng là mức khó ác mộng thật sự. Mình có hứa âm cùng rất nhiều nhân viên giúp đỡ. Nếu độ khó của nhiệm vụ ác mộng vẫn như trước thì mình không phải lo lắng gì cả. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng Trần Ca nhìn dòng chữ đỏ như máu phía dưới nhiệm vụ mức khó ác mộng lại có hơi thiếu tự tin. Khi mới nhận được điện thoại màu đen thì những nhiệm vụ ác mộng đó suýt chút nữa đã lấy mạng của anh. Cho nên lúc này anh phải vô cùng cẩn thận. Trần Ca suy nghĩ rất lâu mới chọn chấp nhận. Phần thưởng của nhiệm vụ mức khó ác mộng tác động thẳng lên cơ thể anh. Đây là điều các nhiệm vụ khác không làm được. Tuy rằng ma quỷ quan trọng, nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ bản thân. Trong lòng Trần Ca hiểu rất rõ điều này. Sau khi chọn chấp nhận nhiệm vụ mức khó ác mộng, thông tin đầy đủ về nhiệm vụ hiện ra, Trần Ca mới chỉ đọc mấy dòng, vẻ mặt đã bắt đầu thay đổi. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm,
Vận may của bạn thật khiến người khác kinh ngạc. Tên của trò chơi dưới đây gọi là đường hầm. Đi qua đường hầm, có thể nhìn thấy những bí mật bị lãng quên trong đáy lòng. Yêu cầu của nhiệm vụ: vào lúc 2 giờ 44 phút sáng, đi vào một đường hầm có chiều dài 44 mét trở lên. Đi bộ 44 bước, hét tên của bạn 44 lần. Sau khi hét xong 44 lần, nhiệm vụ hoàn thành. Chú ý 1. Nhiệm vụ này là duy nhất, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, nhiệm vụ này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Chú ý 2. Kể từ thời điểm nhận nhiệm vụ, bạn không thể mang theo bất kỳ ma quỷ hay đạo cụ nào trong thành phố ác mộng. Nếu không, bạn sẽ không nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Ánh mắt Trần Ke tập trung vào đoạn thông tin cuối cùng của nhiệm vụ. Không thể mang theo ma quỷ và đạo cụ. Mình cần phải suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không có đoạn tin cuối cùng thì nhiệm vụ này cũng không quá khó đối với Trần Ke. Trong lòng chỉ lo lắng về việc có nên nhận nhiệm vụ hay không, nên Trần Ke đã không quá chú ý đến tên của ngôi nhà ma trên chiếc điện thoại màu đen. Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn muốn thử một lần. Cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại, phần thưởng của nhiệm vụ mức khó ác mộng có thể thay đổi bản thân mình. Nếu tiếp xúc với ma quỷ càng ngày càng nhiều, thì nhiệt độ cơ thể mình cũng sẽ giảm dần xuống. Bà cụ sống trong thôn Hoạt Quan đã nhắc nhở mình như vậy. Có lẽ mình cũng nên để ý đến cơ thể mình một chút. Nhiệm vụ ác mộng rất khó xuất hiện, Trần Ke không muốn từ bỏ nó. Không thể mang theo bất kỳ ma quỷ hay đạo cụ nào trong nhà ma đi. Xem ra không thể trông chờ vào Hứa Âm và Diêm Đại Niên nữa rồi. Trần Ke nghĩ tới nghĩ lui, trong cả nhà ma cũng chỉ có con mèo trắng là đúng quy tắc. Mình cảm thấy mang theo nó cũng chẳng có ích gì. Nhưng thôi, ít nhất nó có thể làm bạn đồng hành với mình. Sau khi quyết định mang theo mèo trắng, Trần Ke quay đầu nhìn vào cái bóng của mình. Trương Nhã vẫn đang ngủ say trong cái bóng của mình. Nếu như điện thoại màu đen cũng tính cả cô ấy, thì nhiệm vụ lần này mình không hoàn thành nổi. Trần Ke cũng không biết liệu Trương Nhã có bị điện thoại màu đen tính vào hay không. Nhưng cũng chính vì Trương Nhã đang ngủ say trong cái bóng của anh, nên mới dám nhận nhiệm vụ mức khó ác mộng mà không e sợ gì như này. Cứ thử đi, phần thưởng của nhiệm vụ ác mộng quá quan trọng đối với mình. Trần Ke lấy điện thoại di động ra và bắt đầu tìm kiếm các đường hầm gần đó. Nhiệm vụ mức khó ác mộng bắt đầu lúc 2 giờ 44 phút. Anh nhất định phải tìm ra một đường hầm không quá xa và đáp ứng được yêu cầu của điện thoại màu đen. Cửu Giang có rất nhiều đường hầm, nhưng đường hầm có độ dài quá 44 mét là vô cùng ít. Trần Ke lên mạng tìm nửa ngày, phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Đường hầm phù hợp với yêu cầu của điện thoại màu đen trong khắp Cửu Giang chỉ có đúng một cái. Đó chính là đường hầm Động Bạch Long ở vùng ngoại ô phía đông của Cửu Giang. Những đường hầm còn lại nếu như không phải cách quá xa, không kịp đi đến thì là quá ngắn không đủ độ dài. Ở ngoại ô phía đông. Bởi vì một số chuyện từng trải qua khi còn nhỏ, nên Trần Ke không thích vùng ngoại ô phía đông Cửu Giang lắm. Trước đây, cha mẹ anh cũng cấm anh đến vùng ngoại ô phía đông chơi một mình. Đường hầm Động Bạch Long, nghe hơi quen, hình như đã từng xuất hiện trên tin tức rồi. Sắc mặt Trần Ke không tốt lắm, sau khi lên mạng tìm kiếm một chút về Động Bạch Long ở Cửu Giang, hơn chục tin tức xuất hiện ngay lập tức. Đường hầm này được xây dựng 15 năm trước, tai nạn đã xảy ra liên tục kể từ khi hoàn thành. Hơn nữa, có rất nhiều vụ tai nạn không hiểu vì sao lại xảy ra. Có hơn một tài xế nói rằng khi họ đi ngang qua đường hầm này vào ban đêm, họ thấy một người phụ nữ đứng ven đường đang vẫy tay gọi bọn họ. Nếu như họ không dừng lại, người phụ nữ đó sẽ đuổi theo ven đường. Cảm giác người phụ nữ đó chạy không nhanh, nhưng lại càng ngày càng gần bọn họ. Và cuối cùng, người phụ nữ đó như đang đứng ngay bên cạnh cửa sổ xe vậy. Còn nếu như dừng xe, nghe nói rằng kết cục còn tồi tệ hơn. Người phụ nữ sẽ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe. Chiếc xe này chắc chắn sẽ gặp tai nạn trong đường hầm đó. Người phụ nữ vẫy tay gọi xe chỉ là một trong những tin đồn kỳ lạ trong đường hầm. Còn có tài xế thấy ai đó lái xe vượt lên mình. Họ đuổi theo và nhìn sang bên cạnh, thì thấy chiếc xe vừa vượt mình ban nãy không hề có người lái. Đến khi đi ra khỏi đường hầm, thì chiếc xe kia cũng biến mất.
những chuyện tương tự còn rất nhiều. Các vụ tai nạn cũng xảy ra liên tục. Cuối cùng, đường hầm này bị phong tỏa vào 5 năm trước. Tuy rằng đường hầm bị phong tỏa, nhưng những tin đồn về đường hầm vẫn lan rộng ra toàn Cửu Giang. Có người đi ngang qua đường hầm vào ban đêm có thể nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong, còn nhìn thấy một người phụ nữ đứng trong đường hầm và liên tục vẫy tay với người ngoài, cố gắng dụ người ta đi vào. Trần Ca đọc kỹ tất cả các tin tức, cho dù đó là tin thật hay là bịa đặt để có chuyện nói, anh cũng đều đọc qua một lần. Nơi này nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều. Trần Ca cầm điện thoại, có hơi do dự. Phần thưởng của nhiệm vụ mức khó ác mộng ảnh hưởng đến bản thân anh. Nhưng tương ứng với chuyện đó chính là nhiệm vụ này chỉ cho phép anh dựa vào sức mạnh của chính mình để hoàn thành. Điện thoại màu đen luôn công bằng, nỗ lực và phần thưởng là như nhau. Rất nhanh, Trần Ca đã đưa ra quyết định. Anh ôm con mèo trắng đang trốn dưới gối trong phòng nghỉ của nhân viên và đặt nó lên vai mình. Tối nay tao sẽ đưa mày đến một nơi thú vị để chơi. Chương 395. Mèo trắng chớp mắt, để mặc Trần Ca ôm nó lên. Hình như nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lần này đến cả ba lô Trần Ca cũng không mang theo. Anh đút vài đồng tiền lẻ vào túi rồi đi ra ngoài. Lúc còn rất nhỏ, cha mẹ luôn không cho mình đi đến ngoài ô phía đông. Bây giờ nhớ lại, có lẽ ở đó cũng có khá nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Cha mẹ mình biết đến sự tồn tại của mấy thứ đó, mà có khả năng mấy thứ đó cũng biết một chút chuyện của cha mẹ mình. Người hiểu rõ bản thân mình rất có thể không phải bạn bè mà là kẻ thù. Nói không chừng, mình còn có thể ép hỏi một số manh mối về cha mẹ từ những thứ ở vùng ngoại ô phía đông đó. Trần Ca nhìn dòng gợi ý trên điện thoại màu đen. Đi qua đường hầm có thể giúp mình nhìn thấy bí mật bị lãng quên trong đáy lòng. Nhiệm vụ mức khó ác mộng này cũng có thể chỉ cho mình một đường đi. Mỗi một nhiệm vụ mức khó ác mộng đều rất quan trọng đối với Trần Ca. Không chỉ bởi vì nhiệm vụ ác mộng có thể thay đổi bản thân anh, mà quan trọng hơn là dường như nhiệm vụ ác mộng có liên quan đến sự mất tích của cha mẹ anh. Trần Ca ôm mèo rời khỏi khu vui chơi thế kỷ mới, đứng ở ven đường một lúc lâu mới bắt được xe taxi. Bác Tài, cho tôi đến đường hầm Động Bạch Long. Trần Ca mở cửa xe, trực tiếp chui vào. Động Bạch Long? Tài xế quay đầu lại nhìn Trần Ca, vẻ mặt rất là kinh ngạc. Tối rồi, cậu đi đến chỗ đó làm gì? Tôi hợp tác với bạn, phải đi đến đó để quay một thứ. Trần Ca đặt mèo trắng lên trên đùi của mình, lôi điện thoại ra. Lái xe đi, tôi đang vội. Cậu phải nghĩ kỹ đấy, đó là một nơi không sạch sẽ. Mấy năm trước tôi có người đồng nghiệp đã gặp tai nạn ở nơi đó. Tài xế vẫn chưa lái xe, nghe giọng nói của ông hình như là không muốn đi cho lắm. Cái gì mà sạch sẽ hay không sạch sẽ, không có việc gì đâu. Chú chỉ cần đưa tôi đến chỗ gần đấy thôi, xong tôi tự đi tiếp. Trần Ca không muốn làm khó tài xế, cũng chính vì lo lắng sẽ gặp chuyện này nên anh mới xuất phát sớm. Tại sao thằng nhóc nhà cậu lại không chịu nghe tôi khuyên bảo nhỉ? Động Bạch Long gặp chuyện không may cũng không phải lần một lần hai. Cậu thử lên mạng tra thử mà xem, sau đó hãy suy nghĩ kỹ lại. Tài xế khởi động xe và lái về phía trước. Trước đây nếu chúng tôi phải chạy taxi vào buổi tối đều không đi về hướng Động Bạch Long. Thà rằng đi đường vòng còn hơn. Chuyện này không phải vì muốn lấy thêm tiền của các cậu, mà là do nơi đó quá tà ma. Trần Ca cảm thấy tài xế này cũng không tệ lắm nên mới ngồi trò chuyện cùng ông. Chú có thể cho tôi biết vài điều về người bạn đồng nghiệp của chú không? Tôi rất tò mò về chuyện này. Người đó là loại người hơi hám lợi, bình thường hay chặt chém khách và khá là chua ngoa. Vào cái ngày gặp chuyện không may đó, sau khi ông ta trả khách xong, vì muốn tiết kiệm thời gian cho nên mới đi qua Động Bạch Long vào lúc 2 giờ đêm. Lúc đó ông ta vừa lái xe vừa mở bộ đàm. Trong khi trò chuyện với chúng tôi, đột nhiên bọn tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ khác trong đó. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng ông ta chở khách trong xe nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau đó mới phát hiện ra điều không ổn. Hình như ông ta không biết trên xe mình vẫn còn có một người khác. Vẫn luôn mồm kể cho chúng tôi nghe về việc mình đã chặt chém được bao nhiêu học sinh, kiếm được bao nhiêu tiền. Lúc đó tôi cũng có mặt,
nên có dùng bộ đàm nhắc nhở ông ta, nhưng chờ cả buổi cũng không thấy ông ta trả lời. Kết quả là vào chiều hôm sau, chúng tôi nhận được thông báo từ công ty yêu cầu tất cả các tài xế đến học về an toàn lái xe. Sau khi hỏi thăm, tôi mới biết được người đàn ông đó đã gặp tai nạn trong đường hầm tối qua. Lúc đó trong đường hầm chỉ có mỗi chiếc xe của ông ta, xe cũng không có bất kỳ trục trặc nào, nhưng không hiểu sao vẫn xảy ra chuyện. Ông ta mắc kẹt trong ghế lái bị biến dạng nguyên một đêm, cuối cùng phải dùng máy cắt kim loại mới đưa được thi thể ông ta ra. Theo điều tra thì nguyên nhân của vụ tai nạn là do lái xe mệt mỏi. Nhưng đêm qua mấy tài xế cùng nói chuyện với ông ta đều biết rằng vài phút trước khi xảy ra vụ án, ông ta vẫn luôn rất phấn khích và không hề có tình trạng mệt mỏi. Nghe xong câu chuyện của tài xế, Trần Ca như có điều suy nghĩ. Các chú đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ khác trong xe của ông ta trên bộ đàm. Tôi đoán hung thủ thật sự có lẽ là người phụ nữ đó. Đúng vậy. Trên xe mình đang chở một người mà bản thân lại không phát hiện ra. Cậu nói xem nó tà ma hay không? Hai tay tài xế cầm lái. Không phải là tôi cố ý hù dọa cậu đâu. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu một câu. Khi đi đến gần đường hầm, nếu có người kỳ lạ nào gọi cậu, thì tuyệt đối không được đi đến chỗ người đó. Xe taxi chạy không nhanh. Trần Ca và tài xế nói chuyện rất nhiều trên đường đi. Các tòa nhà dọc theo con đường càng ngày càng thấp, ánh sáng giảm dần, nhìn rất hoang vắng. Còn chưa tới sao? Trần Ca mở bản đồ trên điện thoại, màn hình hiển thị đúng hướng này. Động Bạch Long đã bị phong tỏa từ lâu rồi, bây giờ phải đi đường vòng một lúc mới đến được. Chiếc taxi tiếp tục đi dọc theo đường cái, bóng đêm càng nặng nề. Sau khoảng mười mấy phút, tài xế giảm tốc độ lại. Đến rồi sao? Không phải, cậu nhìn xem thứ trên đường là cái gì? Tài xế không dám dừng xe mà chỉ tay về phía trước. Trần Ca dùng âm đồng, phát hiện phía trước cách chỗ bọn họ khoảng 60-70 mét, có một thứ giống con người nằm ở đó. Là người sao? Tài xế đánh tay lái. Khi chiếc taxi còn cách thứ đó khoảng 30 mét, thì thứ giống người đang nằm giữa đường đó đột nhiên bỏ đi. Tốc độ của nó rất nhanh, sau khi chui vào rừng cây thì như biến mất, cứ như trước giờ chưa từng xuất hiện. Chuyện gì vậy? Rõ ràng tài xế đang hoảng hốt. Tôi cũng không nhìn rõ. Trần Ca không nói dối, cái thứ kia nhìn qua rất giống người, lại còn mặc một bộ quần áo rách, nhưng mà mặt mũi lại rất mơ hồ. Cậu còn muốn đi về phía trước nữa không? Tài xế hơi sợ hãi. Hay là chúng ta quay về đi? Chỗ này cách động Bạch Long có còn xa lắm không? Trần Ga không có thói quen ép buộc người khác làm gì. Nếu như gần thì chú để tôi xuống chỗ này, tự tôi đi đến đó là được rồi. Lá gan của cậu cũng lớn nhỉ? Tài xế cử động ngón tay cứng ngắc một chút, lái xe về phía trước thêm vài phút mới dừng xe ở một ngã ba. Cậu thấy cái đường bị cây chặn lại không? Cậu cứ đi theo con đường đấy, đi sâu vào trong là sẽ thấy. Cảm ơn. Trần Ca thanh toán tiền xe, chuẩn bị xuống xe. Cậu có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Nơi này vào buổi tối, có rất ít xe cộ đi lại. Bây giờ mà tôi đi, có lẽ cậu sẽ phải qua đêm ở nơi hoang vu này đấy. Tài xế nhìn con đường phía trước, vô thức hạ giọng nói xuống. Như thể sợ nói to sẽ làm phiền một cái gì đó vậy. Yên tâm đi. Trần Ca cảm thấy ông anh này thật sự rất tốt. Anh trao đổi số điện thoại với đối phương rồi mới ôm mèo trắng xuống xe. Nhảy qua cái cây chắn ngang đường, Trần Ca đi một mình trên đường lớn, bốn phía rất yên tĩnh, giống như không có sinh vật nào sống trong khu rừng này. Không bình thường cho lắm. Trần Ca hoàn toàn không để ý đến ánh mắt u oán của mèo trắng trong lòng, cẩn thận đi về phía cuối con đường. Trên mặt đất vẫn còn đầy két đá cùng bùn đất. Những cành cây gãy và khô có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Lan can rỉ sét ở hai bên đường bị uốn cong. Mơ hồ có thể nhìn thấy được những dấu vết va chạm. Trước đây con đường này thật sự đã xảy ra rất nhiều tai nạn.